Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cúm Vũ Hán, đảng viên vét sạch công quỹ, chính phủ vác giá đi vay. Trong lúc Bộ trưởng Bộ Tài chính các khối châu Âu đồng ý ra gói cứu trợ 500 tỷ euro dành cho các nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Cúm Vũ Hán, thì Việt Nam hiện nay đang đề nghị đi vay 1 tỷ đô la để bù đắp vào ngân sách thiếu hụt vì cúm viêm phổi Vũ Hán. Bản thân Chủ tịch Eurogroup Mario đã công bố nội dung thỏa thuận đạt được sau các cuộc thảo luận kéo dài tại Bruxelles, Bỉ. Thỏa thuận được đưa ra sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha nói nước này gần đi tới điểm tồi tệ nhất trong đợt bùng phát dịch bệnh. Và đây là hình ảnh ông Mario, Chủ tịch nhóm Eurogroup, quy tụ các bộ trưởng Bộ Tài chính châu Âu. Pháp và Đức đã ủng hộ nỗ lực của Chủ tịch Eurogroup Mario hòa giải bất đồng sau khi cuộc họp qua video của các bộ trưởng Bộ Tài chính Eurozone kéo dài 16 giờ hôm thứ Tư không đạt được thỏa thuận. Vì vậy, thỏa thuận đã đạt được vào tối ngày 9 tháng 4 năm 2020 sau nhiều giờ thảo luận liên tục. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan Walker cho biết gói cứu trợ này sẽ giúp cho các nước có nhu cầu tài chính trong ngắn hạn và đồng thời xây dựng các nền kinh tế khu vực mạnh mẽ hơn trong dài hạn. Đó là một dấu hiệu mạnh mẽ và có ý nghĩa rất quan trọng của châu Âu đoàn kết. Và Tây Ban Nha có số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán được xác nhận dương tính với cao nhất châu Âu. Trên 152.000 người và hơn 15.000 người đã chết vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại nước này. Và đây là điều rất tai hại của một đất nước như vậy. Và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo rằng thế giới đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi đại suy thoái hồi thập niên 1930 tới nay. Tức là cái cuộc khủng hoảng này lần này do loại cúm Vũ Hán gây ra từ Trung Quốc tràn ra khắp thế giới. Nó đã làm tác hại ghê gớm và ảnh hưởng đến đời sống của người dân và chết đến hàng hơn 100.000 người đã chết. Và tại cuộc họp tại Bruxelles, Bỉ, các bộ trưởng châu Âu đã không chấp nhận đòi hỏi từ Pháp và Ý. Theo đó, muốn chia sẻ chi phí liên quan đến cuộc khủng hoảng bằng cách phát hành trái phiếu, được gọi là trái phiếu Corona. Gói cứu trợ được chốt lại với mức nhỏ hơn so với khoản mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB kêu gọi. Và ECB, tức là Ngân hàng Trung ương châu Âu, nói khối EU cần có tới 1.500 tỷ euro để xử lý khủng hoảng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno hoan nghênh thỏa thuận này là kế hoạch kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử châu Âu đã đạt được với 500 tỷ euro được đưa ra để xử lý khủng hoảng. Và đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê duyệt gói cứu trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, trị giá tới 2.200 tỷ US đô la trợ giúp cho nền kinh tế đối phó với ảnh hưởng của đại dịch cúm Vũ Hán từ Trung Quốc tràn sang. Đại dịch cúm Vũ Hán đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc tại một số nước tại châu Âu, với việc Ý và Tây Ban Nha cáo buộc các quốc gia khác ở Bắc Âu do Đức và Hà Lan dẫn đầu là không hành động đủ mức. Phát biểu trước khi đạt được thỏa thuận, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã nói với đài BBC rằng châu Âu cần phải vươn lên để thách thức cái mà ông gọi là phép thử lớn nhất kể từ Thế chiến thế giới lần thứ hai cho đến nay. Và đây là điều rất quan trọng vì sự sụp đổ của kinh tế sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của xã hội. Và tại Ý, mức độ lây nhiễm đang chậm dần, tỷ lệ tử vong cũng đang giảm. Và trong thời gian vừa qua, Đức và các nước châu Âu cũng liên tục giúp đỡ Ý để vượt qua cái sự khó khăn ban đầu. Và Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez cũng nói tình hình tại nước này cũng đang được cải thiện hơn. Pháp và Đức, hai nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, cũng đã có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng trong nền kinh tế của mình. Tuy nhiên, với những chính sách của Đức đưa ra và Pháp đưa ra thì trước hết những cái doanh nghiệp và người mất việc sẽ vẫn đảm bảo được cuộc sống. Và kinh tế Pháp thì giảm tới 6% trong quý 1 năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến nước này đã chính thức rơi vào suy thoái. Các nhà phân tích nói tình hình sẽ còn tiếp tục tồi tệ trong vòng 3 tháng tới khi đại dịch bắt đầu nguôi ngoai, nhưng nền kinh tế vẫn tiếp tục phải chịu ảnh hưởng. Và Đức đang đối diện với nguy cơ nền kinh tế bị co lại gần 10% trong quý 2. Và nếu dự đoán này chính xác thì Đức sẽ rơi vào suy thoái nghiêm trọng, nặng nề gấp đôi so với thời kỳ khủng hoảng của tài chính năm 2008-2009. Thì qua đây thì các bạn thấy rằng cái loại cúm Vũ Hán, loại virus Vũ Hán này rất nghiêm trọng. Nó phá hoại không những tính mạng con người mà còn phá hoại kinh tế.
và hàng loạt các nước tiếp xúc với các gói hỗ trợ kinh tế để đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán diễn ra. Đây là hình ảnh nhà ga khởi hành của sân bay ở Bangkok vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, nơi luôn đông đúc, nay gần như trống rỗng do đại dịch cúm Vũ Hán bùng phát khắp nơi và cả Thái Lan cũng bị như vậy. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17 tháng 3 đã công bố kế hoạch thành lập một hội đồng kinh tế khẩn cấp do chính ông đứng đầu và thúc đẩy các bước đi táo bạo góp phần củng cố nền kinh tế để đối phó với đại dịch Vũ Hán. Như vậy khắp nơi trên thế giới, chính phủ các nước đều phải lao vào để chống dịch rất căng thẳng. Và ông Moon Jae-in nhấn mạnh rằng Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các gói kích thích mới để gộp các khoản ngân sách bổ sung là 11.700 tỷ won, tức là tương đương với 9,53 tỷ đô la, dự kiến sẽ được Quốc hội nước này thông qua trong ngày hôm nay, đồng thời tiến hành giảm mạnh lãi suất để giúp các doanh nghiệp không phải vật lộn với việc trả lãi suất nữa. Và Bộ trưởng Bộ Tài chính Philippines Carlos tối ngày 16 tháng 3 công bố kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 27,1 tỷ peso, tức là tương đương với 526 triệu USD nhằm đối phó với dịch bệnh cúm Vũ Hán và hỗ trợ kinh tế cho những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch này. Cũng tại Thái Lan, ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này cho biết Ngân hàng Trung ương Thái Lan, viết tắt là BOT, để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất nhằm giảm thiểu các tác động của đại dịch cúm Vũ Hán. BOT dự kiến giảm lãi suất chính sách ít nhất là 25 điểm cơ sở vào kỳ họp vào ngày 25 tháng 3 tới nhằm hỗ trợ công tác đối phó dịch bệnh đang diễn ra trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, tại Indonesia, trong cuộc họp của nội các trực tuyến vào ngày 16 tháng 3, Tổng thống Joko đã chỉ thị tất cả các bộ ngành nước này hạn chế chi tiêu ngân sách để lấy kinh phí nhằm duy trì sức mua của người dân trong đại dịch cúm Vũ Hán. Tổng thống Joko cũng nêu rõ ngân sách liên quan tới các chuyến công tác và họp mặt nên hoãn để giúp người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp như người lao động, nông dân, ngư dân, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thì điều này Việt Nam cũng dường như chưa thực hiện đầy đủ. Thì vừa qua các bạn cũng chứng kiến những quan chức hàng đầu của Việt Nam đi công tác nước ngoài vẫn dùng những vé hạng nhất và sau đó về thì cũng bị nhiễm virus cúm Vũ Hán. Và chính phủ Malaysia thông báo bổ sung 230 triệu USD trong gói cứu trợ nhằm hạn chế tác động của dịch cúm Vũ Hán. Khoản tiền này sẽ giúp chi trả lương của người lao động phải nghỉ việc, giảm giá điện và các gói cứu trợ tài chính công cũng được bung ra để giúp cho nền kinh tế. Đây là hình ảnh vòng xoáy Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 4 năm 2020, trước nay hay bị ùn cứ lượng xe cộ, nay chỉ còn ít xe container lưu thông mà thôi và dường như đường xá rất thoáng bởi vì kinh tế không hoạt động nữa. Chính phủ New Zealand mới đây cũng đã công bố một gói cứu trợ trị giá 12,1 tỷ New Zealand tương đương hơn 7 tỷ đô la nhằm cứu trợ nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn và tác động của bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra. Bên cạnh đó, chính phủ Úc cũng đang chịu áp lực để tăng quy mô của gói kích thích trị giá 17,6 tỷ đô la Úc, tức là tương đương với 11,6 tỷ đô la Mỹ, vừa công bố tuần trước khi các nhà kinh tế lo ngại các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ là chưa đủ. Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết sẽ công bố các biện pháp tiếp theo để kích thích nền kinh tế vào ngày 19 tháng 3 tới, dự kiến bao gồm giảm lãi suất chính thức xuống còn có 0,25% mà thôi. Việt Nam nhân dịp này cũng đang đàm phán với các nước để vay 1 tỷ đô la. Là một trong những nước cho đến nay vẫn thuộc các nhóm quốc gia không bị đại dịch tấn công dữ dội, nhưng kinh tế của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và Bộ Tài chính của Việt Nam hôm thứ Sáu đã nói Việt Nam đang đàm phán với các nhà tài trợ nước ngoài để vay khoảng 1 tỷ đô la trong năm nay do cái dịch bệnh cúm Vũ Hán đã khiến cho ngân sách quốc gia bị thâm hụt nặng nề. Và chắc chắn trong thời gian tới, với việc các công ty phải đóng cửa, người lao động không có việc làm, thì ngân sách Việt Nam, quốc gia Việt Nam càng thâm hụt nữa vì không có nguồn thu nữa, thì điều đó rất tai hại. Và Bộ Tài chính đang đàm phán với các tổ chức như Ngân hàng Thế giới hoặc là những cái ngân hàng khác để vào ngày 10 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị trực tuyến giữa chính phủ và các địa phương cho hay tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được phép thực hiện trong năm 2020 là gần 700.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, báo Pháp Luật của Thành phố Hồ Chí Minh cũng tường thuật bộ này đang đàm phán với các nhà tài trợ để có điều kiện vay ưu đãi nhất, dự kiến có thể vay với chi phí thấp nhất từ các tổ chức này khoảng 1 tỷ đô la.
Thì như vậy Việt Nam cũng, quan chức Việt Nam thì rất giàu có, người dân Việt Nam rất khó khăn tình trạng này, và chính phủ thì không còn tiền nữa, là cuối cùng họ phải đi vay vì gặp đại họa cúm Vũ Hán. Và dự kiến mức bộ chi ngân sách của Việt Nam sẽ tăng lên từ 1,5 cho đến 1,6% và lên đến mức 5 đến 5,1% tổng GDP do tác động của cúm Vũ Hán đưa lại. Đây là hình ảnh giàn khoan Hakuryu 5 tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam. Và giá dầu thế giới hiện nay chỉ ở mức 23 đô la một thùng, trong khi chi phí sản xuất một thùng dầu thô ở mức khoảng 42 đô la một thùng, cho thấy nguồn thu từ dầu khí của Việt Nam chắc chắn bị sụt giảm cực kỳ lớn và ảnh hưởng đến thu ngân sách của năm 2020. Ngoài ra, các mỏ dầu khai thác của Việt Nam hiện nay đang đến thời kỳ cạn kiệt và không phát hiện và không tìm thêm được những mỏ dầu mới nữa thì Việt Nam càng nguy hiểm trong thời gian tới. Và Việt Nam sẽ mất từ 150.000 tỷ đồng, tức là nguồn thu ngân sách năm nay nếu như đại dịch không được khống chế trong quý 2 và sẽ tiếp tục còn có những mặt bất lợi khác nữa. Và một số tỉnh thành đã dẫn đầu về kinh tế của Việt Nam như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng cho đến nay đã bị ảnh hưởng nặng nề từ việc đình trệ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực, các ngành liên quan trực tiếp tới du lịch, nhà hàng, khách sạn. Và Bộ Tài chính của Việt Nam đã kiến nghị giải pháp cân đối nguồn lực để đảm bảo chi của ngân sách nhà nước, bao gồm những việc như sau. Yêu cầu các bộ, các ngành địa phương rà soát cắt giảm ít nhất 30% kinh phí hội nghị, công tác phí trong nước và 50% công tác phí ở nước ngoài. Riêng các cơ quan trung ương dự kiến tiết kiệm được khoảng từ 600 đến 700 tỷ đồng. Đương nhiên việc tiết kiệm này không phải bây giờ mà đáng nhẽ đã phải đưa ra từ lâu rồi. Thì những cái đoàn và sang Đức, các quan chức rất lãng phí trong cái việc chi tiêu. Và sau nhiều tuần khoanh vùng cách ly dập dịch, Việt Nam đã áp dụng cách ly toàn xã hội trên toàn quốc kể từ ngày 1 tháng 4 tới thời hạn dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 4. Và Bộ Y tế đang kiến nghị kéo dài thời gian giãn cách xã hội cho đến hết tháng 4. Vì khả năng nếu mà mở sớm quá thì có thể sẽ bị nhiễm cúm Vũ Hán đợt 2, thì điều đó sẽ càng tai hại cho Việt Nam. Cùng với biện pháp cách ly toàn xã hội là sự cắt giảm tối đa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong tại đất nước. Và các tuyến giao thông quan trọng như đường bay từ Hà Nội đến Sài Gòn, đường xe lửa Bắc Nam hay tuyến hỏa xa từ Hà Nội, Hải Phòng, các tuyến xe đò liên tỉnh và đi từ Sài Gòn và dịch vụ xe bus nội đô tại Hà Nội và Sài Gòn cũng đã bị giảm xuống mức tối thiểu hoặc tạm dừng hẳn. Và chỉ những ngành nghề thiết yếu trong danh sách do chính phủ và các địa phương công bố là được phép duy trì hoạt động bình thường mà thôi. Đây là có với những cái điều đó thì rõ ràng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới sẽ còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn vì không có được thu từ thuế, từ các loại dịch vụ đem lại. Và bóng ma đại dịch cúm Vũ Hán cũng đang bao trùm toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Tất cả các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều ảnh hưởng rất là nặng nề. Đây là hình máy bay đậu kín của sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Lượng khách sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch cúm Vũ Hán và lệnh cách ly toàn xã hội đã khiến cho những đội bay của các hãng hàng không của Vietnam Airlines và những hãng hàng không khác phải dừng các chuyến bay, và điều đó gây tổn hại rất lớn. Và khảo sát gần nhất của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, tức là Ban 4, trên 1.200 doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch cúm Vũ Hán tới hoạt động kinh doanh cho thấy nếu dịch cúm Vũ Hán kéo dài tới 6 tháng thì 74% doanh nghiệp có thể sẽ phá sản. 74% là rất lớn và đương nhiên hàng triệu người sẽ phải ra đường. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu không thể bù đắp các khoản chi cho hoạt động như trả lương, lãi vay ngân hàng, thuê mặt bằng. Ngoài ra, gần 30% mất từ 20 đến 50% doanh thu, 60% doanh nghiệp thậm chí còn giảm hơn một nửa doanh thu, và điều đó sẽ gây sự khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp để duy trì được cái sự tồn tại của mình. Và những nhóm ngành bị tác động nghiêm trọng và tức thì là hàng không, du lịch, bao gồm lưu trú, khách sạn và ăn uống, giáo dục, dệt may, da giày, xuất khẩu đồ gỗ. Và nay thì những cái ngành liên quan khác nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Và dịch cúm Vũ Hán còn khiến hoạt động sản xuất có thể bị trì trệ, thương mại bị hạn chế, nông nghiệp bán lẻ và dòng vốn đầu tư quốc tế cũng bị thất thu rất lớn. Ngành hàng không bị mất trắng trên 1 tỷ đô la trong một thời gian rất ngắn. Và theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, diễn biến phức tạp của bệnh dịch có thể tác động làm ảnh hưởng doanh thu của các hãng hàng không Việt Nam khoảng 25.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm 2020. Nhưng con số này mới chỉ ước đoán
dự kiến rằng sẽ còn rất nhiều những cái khoản phải trả và nhiều công ty có thể đối đầu và đối diện với sự phá sản. Và trong đó, Vietnam Airlines là công ty rất lớn, dự kiến doanh thu sẽ giảm tới 12.500 tỷ đồng. Jetstar Pacific dự kiến giảm doanh thu khoảng 7.732 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, doanh thu của các ngành đã bị sụt giảm tới 25.000 tỷ đồng. Theo Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, dịch cúm Vũ Hán đã thổi bay tích lũy của hãng này trong vòng 4-5 năm vừa qua. Ông nói, dịch bùng phát tại Hàn Quốc, Ý đã khiến cho tình hình căng thẳng hơn, khách bỏ chỗ rất nhiều, tích lũy của từ 4-5 năm vừa qua quay về con số không hết. Ông Thành đã nói như vậy, thì như vậy là toàn bộ số tiền mà hãng hàng không Vietnam Airlines tích cóp được, tiết kiệm được cũng đã bị mất hết. Cùng với hàng không, du lịch nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cúm Vũ Hán. Chia sẻ tại buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tập đoàn Kinh tế Tư nhân vào sáng ngày 12 tháng 3, đại diện Sun Group cho biết dịch vụ vui chơi giải trí chiếm 70% doanh thu, nhưng 2 tháng đầu năm nay giảm tới 2 triệu lượt khách và có thể sau nửa đầu năm số khách giảm lên tới 7 triệu. Và tính riêng mảng này, Sun Group dự kiến giảm doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng. Thông tin cho biết Hà Nội có gần 3.500 cơ sở lưu trú với gần 61.000 buồng cho thuê, nhưng với tình trạng khó khăn chung, các cơ sở lưu trú này đều đang gặp thách thức trong kinh doanh. Nhiều khách sạn phải cắt giảm nhân sự, giảm lương của nhân viên, thậm chí có nơi phải đóng cửa để bảo toàn vốn, tránh thiệt hại nặng thêm. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cũng đã cho hay một cái thông tin không vui như vậy. Và dệt may và da giày cũng được đánh giá là hai lĩnh vực chịu tác động trực tiếp trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch do thiếu hụt nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu bị đình trệ rất lớn. Vì tất nhiên Việt Nam có những cái vật liệu phụ trợ và vật liệu cơ bản thì không tự sản xuất được, đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc và nhiều nước khác. Và khi những nước đó họ dừng sản xuất và không lưu thông hàng hóa nữa thì Việt Nam cũng không có vật tư để may mặc và xuất khẩu. Cũng theo tính toán, nếu chậm nguyên liệu trong nửa tháng riêng, ngành dệt may sẽ thiệt hại từ 1,5 đến 2 tỷ đô la. Và Việt Nam từ một đất nước với đông đảo người lao động trẻ, tài nguyên khoáng sản khá nhiều. Nhưng nay, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không những đã đẩy cả dân tộc vào cuộc chiến Bắc Nam huynh đệ tương tàn, làm cho hàng triệu người đã phải bỏ mạng vì cái thứ lý tưởng cộng sản lạc hậu, đầy đau khổ và tàn ác. Thì nay, người dân đã phải tiếp tục chịu cảnh lầm than khi công quỹ quốc gia đã bị chính các đảng viên Đảng Cộng sản này ăn cắp, tham nhũng và nó đã trở nên trống rỗng. Vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những vụ án tham nhũng hàng ngàn tỷ, ăn cắp hàng nhiều ngàn tỷ. Một người, và đấy là những cái người mới phát hiện, còn những người chưa phát hiện còn nhiều hơn nữa. Và thể chế này cần phải thay đổi và đất nước Việt Nam phải trả về cho dân tộc Việt Nam là điều đương nhiên. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2020 với bản tin cúm Vũ Hán, đảng viên vét sạch công quỹ, chính phủ vác giá đi vay. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và để lại bình luận trên trang YouTube và Facebook của tờ Thời báo để chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn trong thời gian tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Trung Khoa, Thời báo.de